Vui xuân đón Tết, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, từ đó chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó có nhà ở ổn định, có những món quà ăn Tết vui tươi, ấm áp tình người. Nhân dịp xuân về, trong lúc nhiều gia đình chuẩn bị trang hoàng nhà khang trang, mua sắm vật dụng, bánh mứt để cúng ông bà tổ tiên và mua thêm quần áo mới nhằm vui xuân đón Tết. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít hộ nghèo vẫn phải chạy lo ngày hai bữa cơm, thì việc chuẩn bị cho ba ngày Tết lại càng thêm khó khăn vất vả. Hôm nay, ngày 5 tháng 2, 2021, nhằm ngày 24 tháng 12, 2020 âm lịch, Ban Từ Thiện Xã Hội, Ban Trị Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng các mạnh thường quân đến tặng quà cho bà con nghèo vui xuân đón Tết xã Phú An và xã Phú Hiệp. Mỗi xã 100 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 350.000 đồng. Vào lúc 8 giờ, đoàn đến xã Phú An, Phú Tân, An Giang tiến thẳng vào hội trường. Lúc này bà con đã đến, đang chờ. Chương trình đã tiến hành, đại diện Ủy ban Nhân dân xã giới thiệu thành phần tham dự. Ban Từ Thiện Xã Hội có ông Nguyễn Văn Bạch, phó ban Ban Từ Thiện Xã Hội, và ông Thái Công Sết, thành viên Ban Từ Thiện Xã Hội, Ban Trị Sự Trung ương, trưởng tiểu ban bảo vệ môi trường, và cùng các vị cùng đi. Buổi lễ này về phần cấp huyện có ông Nguyễn Thành Ân, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Tân cùng tham dự. Giới thiệu thành phần tham dự xong, ông Thái Công Sết, đại diện Ban Từ Thiện Xã Hội, Ban Trị Sự Trung ương có đôi lời thăm hỏi bà con. Năm cũ canh tí đang đi qua, năm mới Tân Sửu sắp đến. Mọi người dân đang nhộn nhịp đón mừng năm mới. Trong năm qua đã có nhiều nỗi khó khăn, nhất là dịch Covid-19, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung, nhân dân Việt Nam nói riêng. Song bà con nhân dân đã khắc phục, vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta hy vọng rằng năm cũ khép lại, năm mới mở ra sẽ có nhiều vận hội mới, có nhiều niềm vui mới đến với mọi người, mọi nhà. Đất nước ta đã thật sự hòa bình, độc lập, thống nhất. Mọi người sẽ có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đúng như ước nguyện thiêng liêng của Đức Quỳnh Giáo Chủ: bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Hôm nay, thay mặt Ban Từ Thiện Xã Hội, Ban Trị Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đoàn phát quà Tết, chúng tôi đến thăm xã Phú An và trao tặng 100 phần quà cho 100 hộ nghèo đang gặp khó khăn để bà con có điều kiện vui xuân đón Tết. Khuyên những kẻ giàu sang có của hãy mở lòng thương xót dân nghèo, lời của Đức Thầy. Thể theo lời Đức Thầy đã dạy, nên tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cố gắng hợp sức ủng hộ cho tất cả bà con chúng ta có đầy đủ phương tiện đời sống tốt hơn. Ông Quỳnh Duy Phương, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú An, có đôi lời cảm ơn Ban Từ Thiện Xã Hội, Ban Trị Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và các mạnh thường quân. Trước hết, thay mặt cho chỗ địa phương cũng như bà con được nhận quà hôm nay, xin cảm ơn sự quan tâm, cái sự giúp đỡ của Ban Trị Sự Trung ương hàng năm cũng đều quan tâm rồi giúp đỡ cho trụ sở Phú An cũng được tiếp cận những phần quà để giúp cho bà con vui xuân đón Tết. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến đồng chí trưởng ban dân chủ tịch mặt trận huyện, hàng năm cũng làm cái đầu mối, cũng tạo cái mối quan hệ để giúp cho địa phương có thể tiếp cận được những phần quà, để như đã nói giúp cho người dân mình có cái những món quà để vui xuân đón Tết hết sức là mát dễ nghĩa. Thì kính thưa quý vị, thì
những cái món quà của quý vị phải nói là nó không chỉ mang về cái giá trị về vật chất mà nó mang cái ý nghĩa về cái mặt tinh thần rất là to lớn, thể hiện cái truyền thống tốt đẹp quý báu bao đời nay của ông cha ta, đó là cái truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Để kỷ niệm ngày trao quà, đồng thời cảm tạ Ban Từ thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ông Nguyễn Thành Ân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân đại diện lên tặng logo và cảm tạ cho Ban Từ thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương. Ông Nguyễn Văn Bạch, Phó Ban Từ thiện Xã hội lên nhận. Chương trình phát quà tiến hành rất nhanh gọn và hiệu quả. Đoàn chúng tôi cũng đã đến xã Phú Hiệp, Phú Tân, An Giang. Chương trình bắt đầu bằng lời giới thiệu thành phần tham dự. Tiếp theo vào phần phát biểu, ông Nguyễn Văn Bạch, Phó Ban Ban Từ thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, có đôi lời thăm hỏi bà con xã Phú Hiệp. Giữ nhau, qua tâm, giữ gì cũng lấy đi đá dương, người trong một thước phải thương nhau cùng. Từ bao giờ nay, người dân Việt Nam chúng ta luôn giờ lòng nhân ái, đức cao thành nữ, lá lành đùm lá rách. Chỉ có sự đồng hợp thương yêu và hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên trong cuộc sống cao, trong cuộc sống này, người giàu có khỏe mạnh giúp đỡ người có yếu, thậm chí người bình thường có thể giúp đỡ người hoàn nạn lúc xa xơ. Nói một cách khác và thực tế hơn là một năm đi đói tặng một gói đi no, đó là nét đẹp truyền thống của ngàn đời dân tộc Việt Nam ta, không phải dân tộc nào cũng có được tương đương. Và từ đó những hoàn cảnh éo le khó khăn cũng đều được sự giúp đỡ. Câu ca dao có câu: "Trò ơi thương lấy cuối cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà." Đức cùng giáo chủ Phật giáo bảo có dạy rằng cơn mưa ta hãy cho tan, lúc hạn nắm thì đi giúp đỡ. Kính thưa quý vị, mùa xuân tân sửu đã về. Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo bảo cố gắng làm thế nào không để một ai còn ở lại phía sau, và cùng chung nhau hưởng một mùa xuân. Với phần quà nhỏ từ hôm nay để chia sẻ phần nào khó khăn cùng tất cả bà con, và hôm nay Ban Từ thiện Xã hội Trung ương cùng đảng ủy ủy ban xã Phú Hiệp cùng với bà con có một buổi gặp gỡ và hỗ trợ nhau để mùa xuân mới. Lòng yêu dân chí như con đỏ, tội giảm tha đối giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đức rộng bùa trong bá tánh, lời của Đức Thầy. Đại diện cho Ủy ban Nhân dân xã Phú Hiệp, ông Đoàn Minh Triết, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hiệp, có đôi lời cảm ơn Ban Từ thiện Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Mạnh Thường Quân. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hiệp xin ghi nhận và tri ân cái nghĩa cử cao đẹp của quý vị trong Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo đã có cái tấm lòng nghĩa cử cao đẹp để hôm nay đến hỗ trợ cho bà con nghèo xã Phú Hiệp những phần quà để vui xuân đón Tết Tân Sửu năm 2021. Xin chân thành cảm ơn quý vị và cũng mong rằng tiếp tục trong những năm tiếp theo khi Phú Hiệp còn khó khăn, cũng mong rằng quý vị sẽ tiếp tục hỗ trợ cho xã Phú Hiệp để nhằm giúp cho bà con nghèo được vui xuân đón Tết như bao gia đình khác. Đối với các gia đình của bà con
thì cũng mong rằng qua những cái phần quà của ban từ thiện xã hội trung ương Phật giáo Hòa Hảo trao thì cũng mong rằng bà con sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn để thoát nghèo và ngày càng phát triển bằng khá lên để cho xã hội sản xuất của chúng ta ngày càng phát triển lên tầm cao hơn. Và cuối cùng thì nhân dịp tết Tân Sửu năm 2021 xin thay mặt đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phú Hiệu xin gửi đến quý vị trong đồng của ban từ thiện xã hội trung ương Phật giáo Hòa Hảo cùng bà con tới nhận quà ngày hôm nay lời chúc sức khỏe an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Ban nhân dân xã Phú Hiệp cũng có quà tặng kỷ niệm và cảm tạ cho ban từ thiện xã hội ban trị sự trung ương. Ông Nguyễn Thành Ân, chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân lên tặng. Cô Lê Thị Dòi, phủ ủy ban từ thiện xã hội ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo lên nhận. Tiếp theo là phần phát quà với tinh thần đầm ấm đầy lòng yêu thương. Xong, mọi người cùng nhau chụp hình lưu niệm chia tay ra về.